Đây mình tới cổng ra của làng hoa Sa Đéc rồi nha. Đây. Hoa. Ui. Đây là cổng số 1 của làng hoa Sa Đéc đó. Chạy lên chút nữa rồi ra tới quốc lộ 80 là mình rẽ qua Ca Lãnh được. Đây có cái đài để ngắm làng hoa luôn. Tham quan ẩm thực cũng ngâm sôi. Đây còn có khu du lịch Sa Nhiên kia nè. Cầu Sa Nhiên.